Toàn cảnh chiến sự nga ukraine sáng ngày 31 tháng 10. Quân nga đứng yên không nhúc nhích tiền tuyến gần chodrest và chersvyat đóng bằng Lữ đoàn tổng thống ukraine phục kích phá hủy đoàn xe thiết giáp nga gần volodya. Ukraine không kích rực lửa Kursk, người dân nga hoảng sợ thám kịch ập xuống với lực lượng quân Nga từ trung đoàn 109 khi mắc kẹt ở Ukraine đánh sập toàn bộ tòa nhà quân xâm lược dùng để ẩn nấu. Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ nhận định, Nga muốn tăng tốc tiến công ở chiến trường Ukraine. Mỹ viện trợ cho Ukraine 2.000 thiết giáp hôm phi. tất cả sẽ có ngay sau đây. thưa quý vị kẻ thù đang cố gắng tấn công theo hướng Tchadres và Kramatorsk nhưng dù tấn công nhưng chúng vẫn không thành công thiếu tá Anastasia Bobynikova người phát ngôn của Luhansk Otdiel đã báo cáo về điều này trên sóng Sosol News người phát ngôn của Luhansk Otdiel cho biết chúng tôi đã chặn đứng bước tiến của quân nga bây giờ họ không di chuyển bất chấp các cuộc tấn công liên tục vào vị trí của chúng tôi chúng tôi không để họ di chuyển và họ đã không tiến lên trong một thời gian dài ở Tchadres theo Anastasia Bobovnikova, quân Nga hiện đang ở các quận phía đông thành phố, nơi họ đã ở cách đây vài tuần, không có tiến triển nào kể từ đó. Bà Anastasia Bobovnikova nêu rõ, về Chesrypia, sư đoàn không quân của quân khu trung tâm đóng quân ở đó, họ đang cố gắng tích lũy trang bị. Tuy nhiên, họ không thể sử dụng nó ở khu vực này. Nhờ pháo binh của chúng tôi kiểm soát được đường liên lạc, nên việc đối phương sử dụng trang bị gần như là không thể trước đó, Amia Inform đưa tin lực lượng vũ trang Ukraine đã ngăn chặn gần 200 cuộc tấn công của Nga theo hai hướng. Lữ đoàn Tổng thống Ukraine phục kích phá hủy đoàn xe thiết giáp Nga gần Volodya. Các đơn vị của Liễu đoàn Tổng thống Hetman bodan Menesky đã tấn công các xe bọc thép của đơn vị tấn công của quân xâm lược ở sườn phía tây của Volodya. Video được đăng tải trên tài khoản Telegram chính thức của lữ đoàn. Trong khu vực này, quân Nga công ngừng cố gắng đột phá và quân phòng thủ Ukraine đang phá hủy thiết bị cố địch cả ngày lẫn đêm, ngăn chặn bước tiến của quân xâm lược. Quân đội Ukraine lưu ý rằng những cái xâm lược không dừng lại và sau khi phá vỡ một đoàn xe khác, chúng đã tập hợp lại, thu thập phần còn lại của thiết bị và thực hiện các nỗ lực tấn công mới đoàn xe thiết giáp gồm hơn 15 xe quân nga đã chia ra và cố gắng di chuyển về phía hai khu định cư cùng một lúc. Máy bay không người lái FBV đã tấn công một số xe bọc thép của nga và một số phát nổ trên bãi mìn. Video ghi lại hoạt động của các nhà điều hành máy bay không người lái từ lữ đoàn tổng thống Hetman Bogdan Den đơn vị UAV Bolava thuộc tiểu đoàn bộ binh cơ giới số 3 và đơn vị Kimer thuộc tiểu đoàn đặc nhiệm số 20. Theo những người bảo vệ Ukraine, chiến thuật của Nga vẫn không thay đổi, đột phá bằng mọi giá và đổ bộ binh, mặc dù chịu tổn thất nặng nề về trang thiết bị và nhân lực. Người ta nhận thấy rằng các kế hoạch của kẻ thù đang bị phá vỡ, đặc biệt là do sự phối hợp hoạt động của lực lượng không người lái thuộc các đơn vị Ukraine. Trinh sát trên không phát hiện kịp thời chuyển động của đoàn xe Nga và máy bay không người lái tấn công vào chúng, bao gồm cả bên ngoài khu vực phòng thủ của chúng, hỗ trợ các đơn vị lân cận trong khu vực này. Một vài ngày trước đó, quân Nga đã cố gắng tiến hành một cuộc tấn công cơ giới lớn vào khu vực này, với sự tham gia của một số lượng lớn xa quân sự và xe tăng. Tuy nhiên, quân đội Ukraine đã kịp thời phát hiện ra sự tiến quân của thiết bị đối phương và nhanh chóng đẩy lùi cuộc tấn công và phá hủy nó. Ukraine không kích rượt lửa vào Kursk, người dân Nga hoảng sợ các UAV không xác định đã tấn công khu vực Kursk của Nga vào tối ngày 29 tháng 10. Người ta nghe thấy tiếng nổ ở thành phố Selekonos, nơi xảy ra hỏa hoạn, nhiều khả năng là tại địa điểm mảnh vỡ rơi xuống. Phương tiện truyền thông tuyên truyền xã hội địa phương tuyên bố rằng đã là máy bay không người lái của lực lượng vũ trang Ukraine. Hai trong số chúng được cho là đã bị bắn hạ vào khoảng 22 giờ 50 phút ngày thứ Ba. Những người chứng kiến đã bị sốc trước những gì đã xảy ra, đánh giá qua ngôn ngữ tục tiểu tích cực của họ trong video. Đoàn phim do người Nga công bố cho thấy một đám cháy ở một khu vực trống của thành phố. Người dân Selenokost phàn nàn rằng một số ô tô đổ trong sân nhà đã bị hư hại. Trước đó vào sáng sớm ngày 29 tháng 10, một cuộc tấn công bằng UAV đã xảy ra tại khu vực của Đại học Lực lượng Đặc biệt Nga ở Kudermes, Chechnya. Máy bay không người lái đã đâm vào mái của một tòa nhà trong khu vực của trung tâm huấn luyện, gây ra hỏa hoạn. Trong khi đó, tại vùng Voronezh của Liên bang Nga, máy bay không người lái đã tấn công hai nhà máy chừng cất vào đêm ngày 28 tháng 10 sau những vụ nổ lớn, đám cháy lớn đã bùng phát tại các cơ sở này và chính quyền địa phương báo cáo có hai người thương vong. Thám kịch ập xuống với lực lượng quân Nga tới trung đoàn 109 khi mắc kẹt ở Tarek, Ukraine đánh sập toàn bộ tòa nhà quân xâm lược dùng để ẩn nấu. Ở Torres, lực lượng phòng vệ Ukraine đã phá hủy toàn bộ nhà chứa đầy quân Nga, một mặt, chiến lược như vậy là khó khăn, nhưng mặt khác, nó có hiệu quả trong việc cứu thành phố khỏi kẻ thù. Nga tiếp tục tiến lên dù bị tổn thất nặng nề cả về nhân lực và quân trang. post đưa tin, quân đội Putin đã có mặt ở khu vực Bogrosk và kurakovo Tuy nhiên, có một thành phố mà vì lý do nào đó, Nga đã dừng lại, đây là Tauresk ở phía nam Bogrosk. Trước chiến tranh, 35.000 người sống ở Tauresk, lực lượng vũ trang Ukraine không chỉ cố gắng phòng thủ mà còn giành lại toàn bộ khu vực lân cận từ tay kẻ thù. Vào đầu tháng 10, những người quan sát nhảy bén các hình ảnh vệ tinh, máy bay không người lái và video đăng trực tuyến đã nhận thấy điều gì đó bất thường xảy ra ở trung tâm Torek, nơi các lữ đoàn Ukraine và các trung đoàn Nga đã tham gia vào cuộc giao tranh đô thị tàn khốc trong nhiều tuần. Một trong những nhà phân tích của Austin đã thu hút sự chú ý đến mô hình tấn công của Ukraine vào các vị trí của kẻ thù ở trung tâm thành phố Đoàn phim cho thấy cả các cuộc tấn công tầm xa và cận chiến. Những người lính của liễu đoàn 101 đã thu thập được một loạt cảnh quay, trong đó chúng ta có thể xem các trận chiến trên đường phố. Đoàn video cho thấy máy bay không người lái tấn công lực lượng vũ trang Nga đang ẩn nấu tại các lối vào, căn hộ và trên nóc nhà ở khu vực các tòa nhà cao tầng. Một trong những máy bay không người lái đã quan sát bộ binh Nga rút lui sau khi một cuộc phản công cục bộ thất bại quân Nga đã củng cố ít nhất một tòa nhà cao tầng, buộc lực lượng vũ trang Ukraine phải bắt đầu cho nổ tung tất cả các tòa nhà cao tầng. Lực lượng quân Nga từ trung đoàn cơ giới 109 đã bị mắc kẹt tại một trong những tòa nhà cao tầng này. Một trong những sĩ quan của lực lượng vũ trang Nga cho biết ông ta đang ở trong một trong những ngôi nhà và bản thân ông ấy đã bị một tấm bê tông đè lên. Phá hủy một thành phố để cứu nó là một chiến thắng kiểu Piros của người Ukraine. Nhưng nếu việc phá hủy Tarek là cái giá để đảo ngược một phần của tấn công của Nga dọc theo trục này, thì người Ukraine sẽ sẵn lòng trả giá đó. Giải pháp thay thế là một cuộc rút lui khác của lực lượng Ukraine. Điều này sẽ cho phép quân chiếm đóng chiếm được nhiều khu vực đông dân cư hơn. Các trận chiến giành Tarek sẽ không cứu được Kudakov và Bokrok. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng đây là gợi ý cho người chỉ huy các thành phố này về cách đối phó với số lượng lớn quân Nga. Kế hoạch rất rõ ràng, bắn phá quân xâm lược bằng máy bay không người lái, tấn công bằng bộ binh và phá hủy mọi tòa nhà mà Nga có thể biến thành vị trí phòng thủ. Viện nghiên cứu chiến tranh Mỹ nhận định Nga muốn tăng tốc tiến công ở chiến trường Ukraine. Các nhà phân tích tại ISW chỉ ra rằng Nga có thể đã ra lệnh cho lực lượng của mình tăng đáng kể tốc độ tiến công cơ giới trên khắp Ukraine trước khi vùng đất ngập nước hoàn toàn xuất hiện. Báo cáo của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW có trụ sở tại Mỹ viết, tốc độ tiến công của Nga ở Ukraine đã tăng lên trong những tuần gần đây, nhưng vẫn chậm và phù hợp với giao tranh chiến hào hơn là các cuộc đột kích cơ giới nhanh chóng. Nhấn mạnh rằng, Nga Na chung vẫn trì trệ sau hơn 2 năm rưỡi xâm lược. Với phân tích lưu ý rằng, các báo cáo gần đây của phương Tây so sánh tốc độ tiến công của Nga vào tháng 9 với các bước phát triển của họ khi chiến tranh bắt đầu bùng nổ là rất sai lệch. ISW ước tính rằng vào tháng 3 năm 2022, lực lượng Moscow đã tiến quân với tốc độ trung bình là 1.265 km vuông mỗi ngày, gần gấp 90 lần so với khoảng 14 km vuông mà các chuyên gia ước tính họ đạt được mỗi ngày vào tháng 9. ISW nhận định, việc lực lượng Moscow tiến nhanh vào sâu trong lãnh thổ Ukraine bao gồm việc tạm thời chiếm giữ các phần quan trọng ở Kiev, Shchernyev, Sumy và Kharkov là đặc điểm của tháng đầu tiên trong chiến dịch quân sự đặc biệt. Còn các hành động tấn công gần đây được đặc trưng bởi những thành công nhỏ, cục bộ, mang tính chiến thuật. Các chuyên gia nói thêm rằng, quân đội Nga đã đạt được những thắng lợi ở miền đông Ukraine gần đây, nhưng việc so sánh những thành tựu này với sự xâm nhập sâu ban đầu của họ vào Ukraine khi bắt đầu chiến tranh sẽ gây hiểu lầm về những bước tiến này. ISW phân tích, ví dụ, từ đến ngày 1 tháng 10, quân đội Nga đã chiếm được thành phố Ogleda, tiếp tục tiến về phía Bắc và Tây Bắc Ogleda, đạt được những thành quả chiến thuật đáng kể, tại và gần Seredovo, phía đông nam Bokrosk trong tuần qua. Báo cáo viết, những thành công tương ứng này có tổng quan trọng về mặt chiến thuật, nhưng không phản ánh được sự gia tăng chung về tốc độ tiến quân của lực lượng Moscow trên toàn bộ tuyến đầu. Một phần đáng kể trong số đó vẫn tương đối bất động so với tốc độ tiến quân của họ trong giai đoạn đầu của cuộc chiến. Theo các chuyên gia, tốc độ tiến công hiện tại của Nga phù hợp hơn với đánh giá gần đây của ISW rằng Bộ Chỉ huy Nga có thể đã ra lệnh cho lực lượng của mình tăng đáng kể tốc độ tấn công cơ giới trên khắp khu vực chiến đấu trước khi vùng đất ngập nước hoàn toàn xuất hiện. Mỹ viện trợ cho Ukraine 2.000 thiết giáp hùng vị Gói viện trợ quân sự gần đây của Hoa Kỳ cho Ukraine bao gồm 2.000 xe hùng vị, Humvees là loại xe đa dụng có tính cơ động cao. Họ là xương sống của quân đội Hoa Kỳ kể từ năm 1980. Một số chuyên gia quân sự thắc mắc tại sao Ukraine lại cần nhiều ô tô lỗi thời đến vậy. Ukraine đang rất cần thiết bị quân sự và tiền tuyến rộng lớn. Đồng thời, Nga đang tấn công theo ba hướng cùng một lúc. Fox đưa tin, chỉ riêng trong tháng 10, theo thống kê từ các nhà phân tích của OSINT, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất tới 200 xe trên chiến trường. Kể từ đầu năm 2024, số xe bị mất này lên tới gần 2.000 đơn vị. Có rất nhiều xe hôn phi trong kho dự trữ của Mỹ và Washington có kế hoạch loại bỏ dần dần. Lực lượng Ukraine có thể dễ dàng tích hợp những phương tiện này vào đơn vị của mình. Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, Kiev đã nhận được khoảng 3.000 phương tiện như vậy từ Mỹ. Chúng được sử dụng rộng rãi và binh lính Ukraine đánh giá cao tính hiệu quả của chúng. Những chiếc này như vậy hoàn toàn phù hợp với chiến lược phòng thủ trong điều kiện đô thị, xe bọc thép khó có thể tác chiến, gánh nặng chính đổ lên vai bộ binh và những chiếc khung phi có thể lái qua những con phố chật hẹp của các khu đông dân cư mà không gặp bất kỳ trở ngại nào. Vai trò của nó như một nền tảng vũ khí di động cho phép quân đội Ukraine nhanh chóng vận chuyển vũ khí hạng nặng để chống lại những bước tiến của Nga. Một video gần đây từ Kursk đã chứng minh khả năng này khi súng máy gắn trên khung phi đã đẩy lùi thành công một cuộc phản công của Nga. Mẫu xe này được thiết kế đa mục đích. Nó có thể được sử dụng trong môi trường đô thị, vùng núi và vùng ngập nước. Về cốt lãi, hùng phi là một phương tiện đơn giản với hệ thống truyền động được thiết kế tốt cho phép nó thực hiện một loạt nhiệm vụ, bao gồm di chuyển quân, trinh sát, sơ tán y tế và tiếp tế. Đồng thời, một số lữ đoàn của lực lượng vũ trang Ukraine đã chuyển đổi Phi theo nhu cầu của họ, bao gồm cả trạm dịch vụ di động để sửa chữa xe bọc thép. Dựa trên chúng, các nhóm di động được thành lập để săn máy bay không người lái cảm tử của Nga. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc nội dung phần tin tức của chúng tôi tại đây. Mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, xin quý vị để lại ở dưới phần bình luận hoặc gửi qua hòm thư htdnews btv com Một lần nữa, đội ngũ HTD News rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị khán thính giả. Xin chào và hẹn gặp lại ở bản tin kế tiếp.